Sau thời gian dài chờ đợi, trung vệ người Brazil Gabriel Magalhães đã chính thức gia nhập Arsenal và trở thành ngôi sao thứ hai cặp bến Emirates mùa hè này. Các nguồn tin uy tín đồng loạt khẳng định thời hạn giao kèo của trung vệ tiềm năng này là 5 năm. Về phía pháo thủ, họ chỉ phải chi ra 27 triệu bảng cho Lin. Tại sân Emirates, Gabriel sẽ khoác áo số 6. Ngôi sao trẻ người Brazil hứa hẹn sẽ là sự bổ sung đáng giá cho hàng phòng ngự của Arsenal. Nhiều khả năng anh sẽ được lựa chọn đá cặp cùng với người đàn anh đồng hương David Luiz trong sơ đồ 4 hậu vệ truyền thống hoặc đá lệch trái. Hoặc đá lệch trái nếu như Mikel Arteta tính sử dụng sơ đồ 3 trung vệ. Ivan Rakitic đã trở thành ngôi sao đầu tiên chơi tại Barcelona trong mùa hè này dưới thời tân huấn luyện viên Ronald Koeman. Trên trang chủ, Barca đã thông báo bán Ivan Rakitic cho Sevilla với mức phí cực rẻ là 1,5 triệu euro. Ngoài ra, đội bóng xứ Andalusia có thể phải trả thêm tối đa 9 triệu euro phụ phí trong tương lai. Về phía tuyển thủ người Croatia, anh đã ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với câu lạc bộ mới mà cũ. Barca sẽ tổ chức buổi lễ tôn vinh và chia tay Rakitic vào lúc 11 giờ sáng thứ tư theo giờ địa phương. Trong 6 năm gắn bó với đội bóng xứ Catalonia, Ivan Rakitic có 310 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi được 36 bàn và có 36 kiến tạo. Theo Daily Mail, sau khi đạt thỏa thuận chi mùa Donny van de Beek, Man United đang tìm cách thanh lý bộ đội Jesse Lingard và Andreas Pereira. Lingard và Pereira đều là sản phẩm của lò đào tạo Man United và được đặt rất nhiều kỳ vọng. Cả hai từng có thời gian được Man United gửi gắm đến các câu lạc bộ khác học viện trước khi gọi về Old Trafford. Tuy nhiên, họ lại không thể trưởng thành như kỳ vọng và trở thành cái gai trong mắt những người hâm mộ. Trong khi đó, việc Donny van de Beek gia nhập Man United chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiền vệ của Ajax đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế và chuẩn bị đặt bút ký bản hợp đồng 5 năm với Man United. Cựu tiền đạo Man United và Atletico Madrid Diego Forlán vừa bị câu lạc bộ Peñarol sa thải với vị trí huấn luyện viên. Đầu năm 2020, Diego Forlán được bổ nhiệm làm huấn luyện viên câu lạc bộ thuở thiếu thời là Peñarol. Tuy nhiên, sau gần 9 tháng cầm quân, Forlán vừa bị câu lạc bộ này sa thải. Đội chủ sân Campeón del Siglo đã thông báo thông tin chấm dứt hợp đồng với cựu danh thủ từng giành cúp bóng vàng World Cup 2010. Về phía mình, Forlán cũng đã gửi lời chia tay đội bóng Uruguay. Diego Forlán rời Peñarol sau khi chỉ giúp đội bóng giành 12 điểm sau 9 trận. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin về ý định tiếp tục dẫn dắt một câu lạc bộ khác của Forlán. Trong buổi phỏng vấn mới nhất với Sky Italia, giám đốc thể thao của Inter, Piero Ausilio khẳng định đội bóng này đã loại Lautaro Martinez khỏi thị trường chuyển nhượng hè này vì hạn phá vỡ hợp đồng của tiền đạo 23 tuổi đã hết hạn, tức ngày 7 tháng 7 năm 2020. Giao kèo của Lautaro Martinez có thời hạn đến tháng 6 năm 2023 với điều khoản phá vỡ là 111 triệu euro. Đúng là Barcelona đã tiếp cận Lautaro Martinez, nhưng họ chưa bao giờ đàm phán với chúng tôi. Hợp đồng của cậu ấy có điều khoản phá vỡ nhưng đã không được kích hoạt và bây giờ đã trễ thời hạn. Chúng tôi xem như đã loại cậu ấy khỏi thị trường chuyển nhượng, ông Piero Ausilio cho biết. Theo Gianluca Di Marzio, Luis Suarez đã đồng ý các điều khoản cá nhân để gia nhập Juventus. Vấn đề chỉ còn nằm ở việc chân sút người Uruguay sẽ đàm phán ra sao với ban lãnh đạo Barca để hủy hợp đồng hiện tại. Trước đó, tân huấn luyện viên Ronald Koeman của Barca thông báo Luis Suarez đã không còn nằm trong kế hoạch tương lai của ông. Theo Marca, Koeman đã thông báo điều này bằng cuộc điện thoại trực tiếp chưa đầy một phút. Hành động đó khiến chân sút người Uruguay cảm thấy bất mãn. Go cũng nhấn mạnh Barca sẽ phải trả 14 triệu euro để Suarez ra đi. Không giống với người bạn thân Lionel Messi, Luis Suarez vẫn xuất hiện trong buổi kiểm tra sức khỏe đầu năm và tập luyện cùng với các đồng đội dưới sự chỉ đạo của Koeman.